Rồi, anh Phi chào các bạn. Trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ Sáu, cũng là sáng cuối tuần rồi các bạn. Anh Phi sẽ live phiên đóng hàng test hàng ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh Phi sẽ dành thời gian để giới thiệu thêm một số mẫu đồ chơi anh Phi về hôm qua. Ở đây thì anh Phi có một con DS676101 sẽ gửi theo một cái yêu cầu của một bạn chat từ Zalo. Và bạn cũng đã thanh toán rồi nha các bạn, 100% rồi. Bây giờ thì anh Phi chỉ việc test hàng, đóng hàng, chuẩn bị quà tặng cho bạn để test hàng, đóng hàng. Thì hôm qua thì bạc đạn có về lại các bạn, nhưng mà anh Phi cũng chưa có kịp tách ra ở đây. Cho nên bây giờ anh Phi sẽ lấy một cái bạc đạn trước cái đã nhé. Cây tháo bạc đạn thì anh Phi có sẵn rồi, bao tay thì anh Phi cũng có sẵn rồi. Thì tất cả mọi thứ cũng đã sẵn sàng để gửi quà tặng cho bạn. Nhưng mà có cái bạc đạn thì anh Phi phải lấy ra thôi các bạn, nó nằm ở trong này. Tại sao anh Phi cho bạc đạn vào trong này? Bởi vì anh Phi muốn bảo quản nó nha. Anh Phi muốn bảo quản nó để khi nó tới tay các bạn là nó còn ngon lành cành đao. Nói gì thì nói, thì những cái viên bi này nó vẫn làm, bạc đạn này nó vẫn làm từ kim loại là sắt, cho nên nó sẽ bị oxy hóa. Chúng ta bảo quản như thế này là đúng chuẩn luôn á các bạn. Anh Phi cũng đã tham khảo và cũng đã tổng hợp tất cả các gọi là cái kinh nghiệm của anh Phi từ thời trẻ cho tới giờ. Chẳng hạn như ngày xưa anh Phi đi làm kế toán thuế cho một cái công ty về may mặc, thì họ bảo quản bạc đạn bằng cách này đây các bạn. Họ cho các bạc đạn vào trong một cái bịch bớt, xong họ cho một miếng dầu vào ha. Dầu này là dầu nhờn chứ không phải dầu hôi nha, dầu nhờn vào để bảo quản. Và khi xài thì họ rửa lại cho sạch, rồi họ vô dầu lại lần nữa để nó tan cái lớp dầu cũ đi, rồi họ mới vào cho cái máy may. Thì cái cách bảo quản này nó cũng sẽ cùng với lại cái cách bảo quản với lại các cái bạc đạn loại khác các bạn. Bạc đạn cao cấp hơn thì có thể họ sẽ chuẩn bị cho chúng ta là mỡ bò, nó đụng trong những cái tiếp như tiếp keo đánh răng rồi đó, nó là mỡ bò, nó sẽ bảo quản bạc đạn theo cái cách đó. Những cái mỡ bò đó thì nó cũng tùy loại mà nó có giá trị khác nhau. Có những loại thì nó sẽ tan trong nhiệt và có những loại nó không tan trong nhiệt. Tại vì cái quá trình cái bạc đạn nó quay nó sẽ phát sinh nhiệt nha các bạn. Và nó sẽ có những cái loại mỡ bò nó không tan nha. Mỡ bò nó không tan dù cái nhiệt độ nó lên tới 200-300 độ, 500 độ thì nó vẫn không tan. Thì những cái mỡ bò không tan đó nó sẽ có giá tùy theo cái mức độ mà nhiệt độ nó chịu. Còn những cái mỡ bò bình thường mà các bạn cho vào những cái bạc đạn hoặc là những cái ổ ở trong xe đạp thì cái đó rẻ rồi. Các bạn ra cái tiệm vật tư đồ xe để xe đó các bạn mua thì cũng chừng 10.000 tiếp, 20.000 tiếp thôi các bạn nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ lấy đây, bao tay thường nó sẽ đóng như thế này. Bao tay cái loại mà hôm trước anh Phi về mà màu đen á, màu đen thuần nó không có logo á, thì nó sẽ chứa trong một bịch nó hai cái và một cặp của nó là 10. Còn cái này nó sẽ đóng riêng từng cái như vậy nè các bạn nha. 1, 2, 3, 4 và nó còn một cái nữa, đó chính là cái móc Yoyo. Thì thú thật với các bạn là anh Phi cũng sắp hết hàng rồi. Nếu mà hết móc Yoyo thì anh Phi sẽ không tặng một móc Yoyo nữa nhé. Thì anh Phi cũng thông báo như vậy luôn. Nhưng mà anh Phi cũng đang đặt về, các bạn cứ yên tâm. Cái hộp hàng này thì anh Phi sau khi test xong thì anh Phi cũng sẽ đóng lại. Và ngày hôm nay thì cũng có một cái nhân vật này nữa nè các bạn. Đấy. Cũng khá là đẹp, cái hộp nó như thế này thôi. Còn cái sản phẩm bên trong thì anh Phi cũng chưa có xem qua. Tại vì ngày hôm qua lúc khui hàng thì anh Phi đi đánh cầu lông rồi. Và ngày hôm nay thì có thêm một nhân vật nữa là râu trắng và Yogo haki. Mẫu này thì các bạn cũng rất là thích và anh Phi cũng mang trở về lại ABO. Thì chút xíu nữa thôi anh Phi sẽ hướng dẫn, anh Phi sẽ chia sẻ với các bạn. Còn bây giờ thì tập trung ở những cái đơn hàng trước ha. Chúng ta vẫn ưu tiên cho những đơn hàng nha các bạn nhé. Ngày hôm nay thì sẵn dẹp có một số mẫu mẫu mô hình về. Anh Phi cũng có sưu tập ở đây một vài con mô hình, nhưng mà các bạn có thể kết ở trên like thì anh Phi cũng sẽ để tặng cho các bạn luôn ha. Anh Phi ở đây sẽ có một cái Naruto. Đây, anh Phi sẽ có 3 cục như thế này để anh Phi sẽ tặng cho ai kết đơn ở trên live ngày hôm nay nhé. Ai kết được đơn thì anh Phi sẽ tặng, đơn bao nhiêu cũng được nhé. Đơn bao nhiêu cũng được anh Phi sẽ tặng. Trị giá con này thì ở ABO anh Phi đang chia sẻ với các bạn là 40.000. Nếu ai có mã khách hàng thì nó còn 38.000 ha. Đó. Tuy nhìn nó bụi bặm vậy thôi chứ bên trong là nó sạch sẽ nha các bạn. Đây là hàng ở trên kho. Đó, anh Phi mới vô trong anh Phi cắt ra đây. Đấy. Ha. Rồi, trên tinh thần là như vậy. Và song song đó thì anh Phi cũng sẽ có một cái phiếu cảm ơn các bạn. Nó sẽ thể hiện cái số điểm của từng món hàng và mỗi 100 300 đó sẽ là 1 điểm. Anh Phi có một cái hộp màu đỏ mà hôm qua không biết chị My với cô Thư, chị Thư dọn là chị để đâu rồi, cho nên thôi hôm nay anh Phi lấy màu lá đi nha. Màu xanh dương thì anh Phi xài hết 1 sắp rồi, màu đỏ thì đang xài nhưng mà không biết cất ở đâu rồi cho nên lấy màu lá. Chẳng hạn như cái đơn hàng này là tổng thể của nó, tổng thể ha, từ tiền hàng cho tới tiền phí gửi đi là khoảng 300 mấy đó. Thì là 3 điểm, nhưng mà cái bộ quà tặng này thì các bạn cộng lại nó cũng sẽ ra thôi, 20 đi, 20, 15 rồi thêm 30 nữa ha, nó cũng nói chung cũng đáng tiền đó các bạn nhé. Anh Phi cũng không có giữ lại để làm cái gì nha. Mặc dù nó cũng rất là quan trọng đó các bạn, nhưng mà chúng ta giữ lại thì chúng ta sẽ không có hay ho gì, bởi vì cái lời hứa của chúng ta là như vậy. Anh Phi tặng cho tới khi hết quà thì anh Phi sẽ báo với các bạn nha. Nhưng mà cái số lượng quà thì các bạn cũng có thể xem ở trên cái số lượng quà thì các bạn cũng có thể xem ở trên cái danh của một hàng. Và có vẻ là anh Phi sẽ không có cây bút ở đây. Đâu cứ mất hoài ta. Để mà không mất thì anh Phi sẽ làm cách này nha các bạn nhé. Các bạn chờ chút xíu thôi. Anh Phi sẽ làm cách này là nó không đi đâu được hết á. Phi làm cứ thiếu bút mình like mình lại không có đủ dụng cụ. Hôm qua thì thiếu bấm, thiếu keo, rồi bút thì chạy tá lả một cái một đầu. Thì qua cái việc mà nhập hàng thì nó sẽ là như vậy nha các bạn nhé. Anh Phi sẽ làm đầu nào đi, cái đầu nhỏ này hay xài cho nên anh Phi sẽ quấn cái đầu đây ha, cho nó ở đây. Tại sao anh Phi không ký luôn bằng bút lông? Tại bút lông nó lem các bạn, bút lông nói gì nó vẫn có một cái lem nhất định của nó nha, nó lem, nó bị lem mực đó, nó khó chịu lắm. Anh Phi sẽ quấn đây luôn để mai mốt khỏi có bị mất ha. Đôi khi nó có những cái dụng cụ tự chế mắc cười lắm nha các bạn nhé, nó dụng cụ tự chế. Đôi khi nó có những cái con vít anh Phi chế ra nó lạ lắm đó. Rồi mặc dù là cái chữ ký nó cũng sẽ không đẹp, tại vì cầm như vậy nó sẽ không đẹp, nhưng mà ít nhất là nó không có bị đi đâu hết ha. Rồi xong nha, đây là cái phiếu tích lũy. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ test hàng thôi. Nãy giờ đi vòng thì cũng chưa tới khâu này thôi các bạn. Chị Thư thả cái miếng sổ xuống rồi, nó đỡ nóng thiệt nhưng mà nó cái ánh sáng nó bất ổn, ánh sáng nó hơi tối nè các bạn thấy không, nó tối hồi nãy. Thôi được rồi. Thì các bạn sẽ thấy là nó tối đi thì đang giải thích với các bạn thôi. Đổi góc máy nha các bạn nhé, đổi góc máy nha. Anh Phi like ở đây là chưa có cái đèn chuyên dụng, cái đèn tròn vậy nè, nó kéo ra đây nè. Nếu có cái đèn chuyên dụng nữa thì nó ok rồi, nhưng mà rất là khó để bố trí ở khu vực ABO nha các bạn. Bố trí cái đèn chuyên dụng này thì cái bàn này sẽ không còn là bàn thử hàng được nữa, là anh Phi chiếm luôn á. Tại vì có một số cái tình huống là anh Phi gom hàng anh Phi lại để thử hàng cho khách trước, rồi sau đó thì anh Phi mới tiếp tục like. Rồi anh Phi đang chuyển nó qua tay phải, và khi nó nằm máy anh Phi mà nằm ở tay phải thì anh Phi làm sẽ khó cực kỳ, bởi vì anh Phi thuận tay trái nha, thuận tay trái, thuận tay này nè, cho nên anh Phi quơ dữ lắm. Có một lần anh Phi quơ cái máy điện thoại anh Phi bay ra ngoài đường luôn á. Mà hiện nay thì nó vẫn còn bể nha, cái màn hình nó vẫn còn bể te tua luôn á. Và có lúc nó bị mất nguồn luôn các bạn, đang like nó mất màn hình luôn, anh Phi phải dỗ nó bọp nó mới lên màn hình trở lại. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ cái dây test của anh Phi nó nằm ở trong rồi. Rồi anh Phi lấy dây này luôn nha, anh Phi vô dây sẵn cho bạn luôn ha. Đây, sợi dây nó sẽ là như vậy nha các bạn nhé, luôn nó có 2 đầu. Anh Phi sẽ vẫn nhắc lại với các bạn, cứ mỗi một like lúc nào anh Phi cũng nhắc lại với các bạn là nó có 2 đầu như thế này. Một đầu thì chúng ta máng vào tay chúng ta, một đầu máng vào vô. Nhưng mà các bạn khoan vội chơi máng vô cái đã, các bạn mở cái lỗ này ra, các bạn xỏ cái đầu này nè, xỏ qua cái nha. Phương pháp xỏ chỉ này các bạn sẽ rất là dễ làm cái nút thắt nè. Anh Phi tay trái cho nên anh Phi máng vào ngón giữa của tay trái nha, và vị trí của nó thường là cái lóng giữa này ha. Còn các bạn chơi pro hơn, các bạn chơi chuyên hơn, hay là các bạn chơi theo sở thích thì muốn để ngón nào để, nhưng mà thường anh Phi sẽ để ngón này nha. Rồi sau đó anh Phi sẽ mở cái này ra. Các bạn, anh thì không dự định kêu gọi nhưng mà buộc phải kêu gọi thôi, đây là một cái xu hướng mới. Các bạn nhớ thả tim để cái clip này, cái đoạn like này sẽ được nhiều người biết tới và có nhiều người tham dự cùng với các bạn ha, và có nhiều người cùng chia sẻ và tương tác hơn, nó sẽ hay hơn. nha. Đúng ra là anh Phi không có kêu gọi, tại vì thật sự là xưa giờ anh Phi cũng không thích kêu gọi cái cách đó. Chẳng hạn như khi mà xem á, anh Phi thấy cái đoạn clip nào, cái kênh nào hay thì tự động anh Phi sẽ follow, tự động anh Phi sẽ thả tim thôi. Còn những cái clip nào mà không hay thì tự động anh Phi cũng không có làm gì hết. Cho nên bản thân anh Phi như sự như vậy, quyết định như vậy, cho nên anh Phi cũng ít kêu. Nhưng mà có một vài người bạn của anh Phi họ nói là cái giá trị này là cái giá trị chia sẻ mà, nó đâu có cái gì mà mang tính chất trao đổi đâu mà mình lại phải căng thẳng như vậy. Cho nên là cứ thông báo cho các bạn là thả tim để làm chi, để cái đoạn clip này nó được chia sẻ đến nhiều người, đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ test con này. Con này là 1A không nhảy dây, nhưng có một số điều kiện về thời gian, không gian chứ, gió nè, rồi nhiệt độ nè, nó sẽ làm cho những cái bát này nó nở ra theo nhiệt độ. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ trong cái quá trình lắp ráp á, họ chưa có chuẩn cái bát này, chưa có chuẩn cái bát này, bởi vì nó còn gù gù lên. Vậy thì các bạn sẽ phải làm sao để các bạn đè được nó xuống. Đè được nó xuống thì có nhiều cách lắm. Một là chúng ta tháo ra, nhưng mà anh Phi khuyến cáo các bạn đừng nên tháo vô ra quá nhiều. Chúng ta nên sáng tạo ra một số cái loại công cụ dụng cụ. Chẳng hạn như ở đây anh Phi đang có một cái cây rước dẹp như thế này nha. Cây rước dẹp này không phải cái dao vô nha TikTok à. Rồi bây giờ anh Phi sẽ dùng, anh Phi đè xuống ha. Đè cái bát xuống đen chi để cho nó đừng có bị gù lên. Khi nó gù lên là cái khoảng cách giữa dây và bát nó sẽ gần lại, và có khả năng nó sẽ bị nhạy dây. Có con Nado nào quay lâu không để dùng kêu? Có con nào quay lâu? Con quay lâu để dùng kêu thì hôm trước có một bạn tới mua con 676121, là anh thấy bạn dùng kêu đầy. Vậy thì cái con đó nó sẽ ngang với con nào? Nó sẽ ngang với con này, nó sẽ ngang với cái con thần hộ cấp 6 Blazintin 5, nó sẽ ngang với con thần hộ biển cả Blazintin 6 677 677. Anh Phi khoan đọc tin nhắn, anh Phi đang ghim lên đây, nó đây 676103, hoặc là con 677263, hoặc là các cái con K2 Yoyo, là những con đó đều chơi kêu được hết. Bằng chứng là trong thời gian vừa qua đó, anh Phi mới ghim con thần hộ biển cả lên đó, con đó đang được giảm 10% đó các bạn. Còn TikTok giảm bao nhiêu nữa anh Phi không biết. Hôm qua có một đơn vui lắm, anh Phi đóng con 99.000, mà số tiền thanh toán của bạn có 30 mấy ngàn à, là bạn thanh toán cho TikTok đó nha. TikTok họ hỗ trợ gì đó nè, con này nè, con này đang bán 107 ngàn. Không phải con kia, con 99 ngàn đây, con này nè là còn 89 ngàn, mà không biết bạn giảm giá hay sao, còn 30 mấy ngàn à. Và một số con K2 vẫn chơi kêu rất là ngon lành nha các bạn nha. K2 Vistro xanh dương nè, K2 Vistro xanh ngọc nè, rồi K2 Vistro trắng ngọc nè, trắng đục nè đó, K2 Vistro cam nè. Và ngày hôm nay anh Phi cũng sẽ dành thời gian để giới thiệu với các bạn một dòng Yoyo Ares anh Phi mới có nghiên cứu và đem hàng mẫu về để chia sẻ cùng với các bạn. Ngày hôm qua thì chị Thư chụp hình rất là đẹp, và cái chất lượng của nó thì ngang ngửa dòng K2 nha, ngang ngửa dòng K2, mặc dù nó là kim loại nhưng mà anh Phi đánh giá nó ngang ngửa dòng K2, nhưng giá nó sẽ nhẹ hơn K2 một chút xíu, cộng với giảm giá, cộng với lại quà tặng, và cộng luôn với cả TikTok hỗ trợ thì chắc có khả năng là sẽ đáng mua. Nhưng mà không biết cái phiên live ngày hôm nay anh Phi có đủ sức để chia sẻ hay không. Cho nên là mong các bạn, nếu anh Phi không đủ sức để chia sẻ thì có thể buổi chiều hoặc có thể là sáng mai ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ tiếp tục xuống những cái chat ở phía dưới. Là có một bạn hỏi chơi chiêu dắt chó đi dạo anh ơi. Sao các bạn cứ phải hỏi anh Phi về chiêu dắt chó đi dạo ta? Tại vì chiêu dắt chó đi dạo về cơ bản là một chiêu phá Yoyo, chứ nó không phải là một chiêu. Tuy rằng nó đẹp, anh Phi đang giải thích cho 3 chấm nha. Các bạn thông cảm là cái dây này nó sẽ dài, và về nhà các bạn đo lại nha. Anh Phi đang nói dính tới nhiều vấn đề, dính nhau. Các bạn thông cảm là anh Phi sẽ trả lời cho bạn cái. Tại vì cái chiêu dắt chó đi dạo là một cái chiêu tàn phá Yoyo, nhất là những con Yoyo kim loại như thế này. Khi các bạn thả nó xuống, nó chạy ở dưới nền, nếu nó là nền gạch hoặc nền kiến như thế này thì cái khả năng trầy của nó sẽ rất là thấp. Hoặc nhà các bạn có thảm, hoặc các bạn đi những cái khu trung tâm thương mại hoặc là khu triển lãm có thảm thì các bạn cứ thoải mái. Nhưng nếu các bạn thả ra lề đường kiểu này là nó sẽ trầy nha, nó sẽ trầy. Cái thứ hai là khi nó chui vô những cái ổ nước nó như vậy đó thì nó sẽ bị nước vào bạc đạn và nước vào dây và nước vào cả ổ bạc đạn và Yoyo của chúng ta. mà nước vào là chuyện nhỏ, cát vào mới là chuyện lớn. Và hôm trước cũng chính vì hướng dẫn các bạn cái cách phục hồi cái bạc đạn cho cái những con Yoyo vô trong nước, thì có một bạn nói với anh Phi rằng là những con Yoyo này giá trị đâu có nhiêu tiền đâu mà phải làm kỹ như vậy, sẽ chơi không được thì vứt. Bạn nói đúng nha chứ không sai, tại vì với bạn những con Yoyo 100-200 ngàn này, vài trăm 300 ngàn này chẳng qua là những cái khởi đầu thôi, nó gọi là beginner đó. Khởi đầu thôi, không được thì bạn sẽ quăng đi, bạn mua những con khác xịn hơn. Nhưng có một số bạn cho dù là 50 ngàn cũng là một cái số tiền nó rất là lớn các bạn. Hôm trước anh Phi về Cồn Sơn của Cần Thơ, anh Phi có chụp một tấm hình mà anh Phi rất là thích. Đó là hai bạn đang cầm một cái cây với những cái nút ráp trên tay, và anh Phi phán đoán đó là một cây si, cây súng á. Nhưng mà khi anh Phi hỏi hai bạn cái đó là gì thì hai bạn mới chỉ anh Phi, mới nói rằng là đó chính là cái cây mà chú đang cầm á. Cái cây chú đang cầm là cái gì biết không? Là cái cây pin sạc dự phòng và cái GoPro đó. Các bạn tưởng tượng rằng là các bạn đang chơi cái GoPro, các bạn thấy những người khác chơi TikTok, quay livestream bằng cái GoPro, xem những cái đoạn phim hành động được thu lưu lại bằng cái GoPro đó. Các bạn cũng mong muốn rằng mình đang có GoPro rồi trong tay, và cũng may mắn hoặc là như thế nào đó có một cái duyên nào đó anh Phi đi ngang mà anh Phi cũng đang cầm cái GoPro, nhưng mà GoPro anh Phi GoPro thường thôi, GoPro 7 thôi, giờ nó ra tới 11 rồi đó. Thì các bạn nói là cái đó đó, cái của chú đang cầm á. Vậy thì cái quý giá nhất của bạn đó đang cầm trong tay là gì? Là cái món đồ đó đó, nó không có đáng giá so với các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà đối với một đứa bé sống ở bên cồn, sống ở nơi cách với đất liền một cái con sông, bạn phải đi qua bên này, và nhà bạn ở dưới chắc cũng không đủ sức cho bạn, tạm thời chưa đủ sức mua cho bạn cái GoPro, hoặc là cũng chưa cần thiết mua cho bạn cái GoPro, tại vì bạn quá nhỏ. Bạn cần chơi với những ước mơ của mình nhiều hơn, và sau đó nếu lớn lên hoặc là gia đình bạn cảm thấy rằng bạn đủ yêu thích thì ba mẹ sẽ mua cho các bạn cái GoPro. GoPro 7 thì hiện nay nó xuống còn có khoảng tầm 5 triệu thôi các bạn. Nó không phải là một cái giá trị đỉnh trong cái dòng GoPro. Dòng GoPro hiện nay GoPro 11, 12 là nó lên tới 10 mấy triệu rồi. Đó, cái câu chuyện nó sẽ là như vậy. Vậy thì anh Phi quay một vòng rất là xa để quay trở lại với chúng ta rằng con Yoyo này 300 ngàn có thể đối với một ai đó nó không đáng giá, nhưng có thể đây sẽ là một phần quà, tại vì bạn mua để gửi về làm quà nhé, một phần quà, và có khả năng nó sẽ rất là quý giá. Đó là một kỷ niệm, đó là một phần quà, cho nên anh Phi mới chia sẻ với các bạn dựa trên cái câu chuyện là phục hồi nó để làm sao để chơi nó ngon nhất có thể, và để lưu giữ nó một cách gọi là an toàn nhất có thể, cho nên anh Phi mới chia sẻ như vậy. Còn nếu không, cái kiểu mà dục là cứ dục thôi, nhưng mà anh Phi vẫn muốn phục hồi. Giống như có một bạn tâm sự với anh Phi, ngày xưa em chơi con đem minh tím, bị trầy, bị hư bạc đạn rồi em bỏ rồi, em quăng nó rồi. Rồi anh Phi mới hỏi là ủa sao em không mua bạc đạn em gắn vô là có thể chơi được rồi. Thì bạn mới nói là thời đó cũng không có bạc đạn để mà mua, và cũng không có ai chia sẻ với các bạn là mua ở đâu và mua như thế nào. Có thể là cái thời bạn chơi á, các cái kênh về thông tin nó chưa nhiều, TikTok nó cũng chưa có phát triển để các thông tin hiện nay nó dần tận nơi cho các bạn đó, cho nên là các bạn bỏ nó đi. Nhưng mà đó là một kỷ niệm tuổi thơ, bằng chứng là bạn thấy lại những con đem minh tím là bạn rất là vui nha. Mặc dù đem minh tím hiện nay cũng không phải là một cái dòng vô đỉnh, nhưng mà nó là ký ức của các bạn. Còn bây giờ anh Phi sẽ quay trở lại. Anh Phi thấy đã tham gia rất là nhiều, nhưng mà anh Phi vẫn chưa thấy cái tin nhắn mang nội dung, là đa phần là đã tham gia thôi. Anh có đồ chơi nhựa hộp nhỏ không ạ? Đồ chơi nhựa hộp nhỏ thì cái câu hỏi này nó rộng lắm luôn. Đồ chơi nhựa thì có là thể là Yoyo nhựa, đồ chơi lắp ráp nhựa, rồi đồ chơi xe nhựa, nói chung tất cả mọi thứ nhựa mà nhỏ, cho nên nó rộng lắm. Em vào trang web của bên anh Phi đi, nó sẽ có. Còn bên này thì anh Phi ít đăng hơn, chưa đăng đủ chứ không phải là ít đăng nha. Em vào trang web đi, còn em hỏi trang web của anh Phi là gì thì cũng khó mà trả lời lắm, nhé. Em lên trên các cái trang như GG em gõ là yêu đồ chơi trẻ em, nó sẽ ra nha, yêu đồ chơi trẻ em sẽ ra. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ tiếp tục câu chuyện của mình nhé. Anh Phi đã đóng cái hộp hàng này xong rồi, với tất cả các loại quà tặng ở trong này với một cái phiếu tích lũy. Hàng này sẽ là một người mua, một người thanh toán. cái người mua chính là người thanh toán luôn, nhưng mà người nhận sẽ là một người khác nhé. Và đối với những cái phần quà tặng như thế này thì anh Phi luôn liên lạc với người nhận trước khi anh Phi gửi hàng. Và tối hôm qua thì anh Phi đã liên lạc rồi, và anh Phi cũng đã hồi báo với lại người đặt luôn rồi, là anh Phi đã liên lạc với người nhận để thông báo nhận hàng. Có một số người mua thì họ không đồng tình chuyện này, họ nói là tôi muốn tạo bất ngờ. Nhưng mà có nhiều bạn là bất ngờ hơn nữa là gửi về và không, người nhận không nhận, tại vì người nhận không biết về món hàng. Và trên cái thế giới này thì họ lừa gạt nhau hàng ngày các bạn, họ lừa gạt nhau hàng ngày, kể cả những cái món quà tặng. Cho nên ai mà gọi điện cho anh Phi nói anh có một phần quà tặng 0 đồng anh muốn nhận không, anh Phi xin thưa với các bạn là anh Phi sẽ không nhận. Dù cái đó bạn anh ở nước ngoài hay bạn anh rất thân thiết tặng cho anh mang tính chất là bất ngờ, thì anh Phi không bất ngờ chút nào hết, tại vì anh Phi sẽ không nhận đó. Anh Phi sẽ không nhận trừ khi bạn thông báo với anh Phi rằng là mình có gửi cho bạn ha, mình nói chuyện lịch sự á, với tuổi cỡ tuổi anh Phi là sẽ dùng từ như vậy. Tao sẽ gửi cho mày một phần quà bất ngờ, mày nhận nha Phi. Đã đơn giản vậy, thì chỉ cần vậy thôi các bạn ha, không cần phải nói rõ trong đó là gì. Nhưng mà ngôn ngữ lịch sự anh Phi sẽ dịch lại ở trên này theo một cái ngôn ngữ lịch sự của một cái trang dành cho trẻ em là mình có gửi cho bạn một phần quà bất ngờ. Mình sẽ không nói, nhưng mà bạn cứ nhận nha. Bạn không cần phải thanh toán gì hết, bởi vì mọi thứ mình đã thanh toán xong rồi. Đơn giản vậy thôi. Anh Phi cũng thông báo cho người nhận, đơn giản vậy thôi. Chị có một anh Nguyễn Văn A liên lạc với cửa hàng mua một phần quà gửi về, chị là người nhận với số điện thoại này. Chị phải là tên đó hay không? Chị trả lời đúng rồi em, chị có biết qua rồi thì khỏe rồi. Còn chị nói tôi chưa biết gì hết. Nói dạ vậy thì chị vui lòng liên lạc với anh A này, số điện thoại này giúp em, là ảnh có tặng quà cho chị. Và tiền thì ảnh đã thanh toán hết rồi, chị chỉ việc nhận thôi. Em thông báo để tránh tình trạng chị không biết về đơn hàng của mình. Nó có rất là nhiều thứ nha các bạn nhé. Nó bất ngờ giống như cách mà ba mẹ các bạn bất ngờ khi các bạn mua hàng trên mạng mà không báo gì á nha. Rồi bây giờ đi, anh Phi xong cái cục hàng này rồi. Đơn này là đơn ngoài sàn các bạn nhé, đơn trực tiếp anh Phi nhận. Và tổng thanh toán cũng đã ok hết rồi. Hồi nãy giờ không biết có ai đặt hàng để nhận một trong ba cái nhân vật này không ta, cũng khá là đẹp á các bạn. Rồi đây là một đơn hàng về từ nhà Sakura. Nhà Sakura là một từ nói nhại lại của một sàn nha các bạn nhé. Rồi đây là một chiếc xe điều khiển từ xa, xe bồn dài, và xe này sẽ sử dụng một cái viên pin sạc để chạy nhé. Và tay điều khiển thì thường nó sẽ sử dụng pin thường đó, không dùng pin sạc. Pin sạc thì chia ra thành rất là nhiều loại nha các bạn. Nó có loại là 3.7V, nó có loại là 4.8, 3.6. Nhưng mà tụ chung hiện nay trong dòng đồ chơi thì nó chia thành hai dòng. Một dòng là Niken, một dòng là Lion Berlin. Dòng Niken thì nó sẽ phải xài cho hết rồi nó mới sạc lại. Còn dòng Lion Berlin thì thông thường ở trên này nó sẽ có một cái con số để các bạn nhận diện và cái chữ. Niken cũng vậy, Lion Berlin nó sẽ là Li Ion. Còn cái kia là NI-CD hoặc NI-CH. Yoyo mới về hôm qua đâu chú. Đây cô Thư đang chụp hình cực đẹp luôn á mấy bạn. Đây nè, chị Thư đang chụp hình nè, thấy không đó. Mà không có hình là không có đăng được, cho nên là các bạn thông cảm nha. Anh Phi lại ít khi lấy hình trên web, mà hình trên web thì cũng không đủ sức để đăng, cho nên là anh Phi sẽ không đăng từ những hình trên web đó, mà đa phần anh Phi sẽ lấy hình thật. Nhưng mà trong thời gian sắp tới sẽ có hình trên web nha các bạn, bởi vì những cái hình mà anh Phi với chị Thư chụp, anh Phi với chị Thư không đủ khả năng để ngồi design lại cái thông tin, rồi đưa những cái câu chữ nó mang cái tính chất đó là cinematic gì đó ha, là cái kiểu mà điện ảnh á, cho nên là anh Phi sẽ mượn những cái hình đó để cho nó đẹp hơn, để thu hút các bạn hơn. Nhưng các bạn cũng sẽ nhìn thấy được cái nét đẹp thực tế qua cái tấm hình giữa của anh Phi và chị Thư chụp nhé. Mặc dù là anh Phi với chị Thư cũng chỉ sử dụng là những cái điện thoại mà mình đang cầm để chụp thôi, nhưng mà cố gắng chụp thật nhất và đẹp nhất có thể để các bạn tham khảo qua. Và tất cả những hình ảnh hiện nay anh Phi với chị Thư đang up lên trên TikTok, cái TikTok trang sản phẩm mà các bạn đang xem thì cũng là những cái hình ảnh thật nhé, cũng như hình ảnh thật. Mà nói chung có mượn hình trên mạng thì cũng cận thật nhé. Yoyo mới tên gì? Nó là Ares em, Ares. Nó sẽ là A nè, A-R-E-S thì phải không? A-R-E-S đúng rồi. Cái từ này hồi trước chị Thư dịch là gì? Thời đại phải không? Thời đại, nó lấy tên là thời đại. Và cái cách đóng hàng của nó giống như hàng của nói chung là giống Yoyo. Con này anh Phi định đặt là hổ, nhưng không có biết gì cái gì hổ. Chẳng hạn như đen là hắc hổ, đúng không? À, rồi trắng là bạch hổ. Rồi con xanh này đặt là cái gì hổ các bạn? Theo các bạn thì con xanh này anh Phi đặt tên gì cho nó đẹp? Này, nó đây nè các bạn, đó nè. Rất đẹp nha. À, anh Phi được bạn anh Phi báo là các bạn cái giá của nó ha, là sẽ định giá của nó là 239.000. À, 239.000 cộng với lại phần giảm giá hiện nay anh Phi đang chạy trên TikTok là khoảng 10%, là cho là 24-25.000 đi, cộng với quà tặng anh Phi nghĩ đáng để mua các bạn. Để anh Phi thử vô sợi dây coi nó là sao nha. Nhưng mà đang làm chiếc xe mà, anh Phi đang làm chiếc xe mà. Thôi hồi đi nha, hồi đi, chị Thư làm xong đi. Chứ là nó tặng một bộ dây vui lắm các bạn. Đây nè, 10 sợi. Trong cái hộp này nó tặng thêm 10 sợi dây nữa. Đó, các bạn thấy không? Anh Phi luôn đi tìm những cái này. Bởi vì sao? Bởi vì những cái hãng mới thông thường nó sẽ nhiều cái, nó nhiều cái quà tặng hơn, giá nó rẻ hơn một chút xíu. Và các bạn đừng nghĩ rằng chất lượng nó sẽ giảm nha. Chất lượng nó ít hơn không có đâu. Với công nghệ hiện nay thì chẳng qua là ai marketing mạnh hơn, ai có một cái đội ngũ chơi yo-yo mạnh hơn thôi. Rồi ai có một cái đội ngũ thiết kế mạnh hơn. Nhưng mà những cái dòng này, những cái yo-yo này cũng chẳng cần phải thiết kế gì sâu xa đâu các bạn. Tại vì chuẩn thiết kế yo-yo nó đã có rồi. Rồi bây giờ anh Phi sẽ quay trở lại với câu chuyện của chiếc xe này. Chiếc xe này nó sử dụng một cái viên pin nha, 3.7V, 3.7V nha. Cái ánh sáng nó không đẹp lắm luôn đó. Rồi đây ha, 3.7V và 500mAh. 500mAh này là 500mAh một giờ nha các bạn nhé. Nó xả ra 500mAh một giờ. Đó. Thì cái viên pin này thông thường cái dung lượng nó của nó cũng là 500mAh luôn. Trời ơi quá đẹp luôn, chị Thư mới chụp xong nè các bạn. Thấy được không? Đó. Cái này đặt là gì hổ ta? Lục hổ hả? Lục là màu lam lục. Lục là lá hả? Còn màu dương cái gì? Màu xanh dương là gì? Đặt là gì ta? Mấy màu vậy chú? Màu hổ này nó có tới 4-5 màu vậy không? Màu xanh xanh, màu xanh trắng, màu đỏ hồng, nó hơi nghiêng hồng một chút xíu, màu trắng, rồi màu đen. Đó. Hổ này nó có khá nhiều màu, có con rồng nữa. Đó, anh Phi sẽ để các bạn tham gia đặt tên nha. Rồi chắc có thể là hẹn các bạn mảnh hổ xanh dương. Mảnh hổ xanh dương hả? Dương hổ đi con. Pandora đặt nó dương hổ đi. Xanh dương mà, đặt dương hổ ha. Tiger dương ha. Hay là mình chơi tiếng Anh đi. Blue Tiger đi, mình chơi tiếng Anh đi. Blue Tiger hay là Green Tiger, Black Tiger, White Tiger ha, được không? Mình chơi tiếng Anh đi, chơi tiếng Việt rồi nhiều nó hơi dài dài á. Đó, rồi bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại nha. Để sạc được cái này thì có một cái cáp sạc USB rất là tiện dụng. Các bạn sẽ sử dụng các cái dòng pin sạc dự phòng cho điện thoại được, hoặc các bạn sử dụng từ các cái cốc sạc. Dòng điện thoại Android nha các bạn. Các bạn không dùng điện thoại trái táo nha. Trái táo nó không sạc đâu. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần cắm vô như thế này. Các bạn cắm vào như thế này là có thể sạc được. Các bạn chỉ cần cắm vô ổ điện nữa là xong. Rồi bây giờ khi sử dụng ổ điện này các bạn làm điện nha. Các bạn ở nhà biết làm điện không ta? Nếu con biết làm thì điện chế nha. Nếu có gọi thợ. Chứ các bạn làm điện thì rất là nguy hiểm nha. Rồi đây. Các bạn lớp 9 thì sẽ được học về điện, nhưng mà học qua loa lắm, cho nên khuyến cáo các bạn đừng làm ha. Đó ha, được chưa? Trên là mảnh hổ xanh dương ha. Rồi xong mà cắm vô thôi. Anh Phi vẫn cầm từ hai cục nhựa, tránh đụng vào các cái kim loại ở trong. Và sau khi cắm lên xong thì nó sẽ sạc ha. Nó sẽ sạc thì bằng cách nào biết rằng nó đang sạc? Ở đây nó sẽ có cái đèn nha các bạn. Rất tiếc là cái máy anh Phi nó không quay được cái đèn này. Nè sáng sáng nè. Đó. Cái pin càng hết thì cái đèn nó càng sáng nha. Đó, rồi nó sáng từ từ thì nó sẽ mờ lại. Và anh Huy cũng khuyến cáo các bạn khi các bạn sạc thì cũng dành một cái khoảng thời gian nào để quan sát và gỡ nó ra. Thông thường là 2 tiếng cho tới 2,5 tiếng nó sẽ đầy. Còn các bạn muốn chơi lâu hơn thì các bạn cứ gửi tin nhắn hoặc là yêu cầu gửi thêm pin cho các bạn. Thì cứ mỗi một viên như vậy nó có cái giá riêng của nó nha. Rồi các bạn sẽ hỏi anh Huy là giá bao nhiêu, thì thật sự anh Huy cũng chưa có đăng lên. Thông thường thì pin anh Huy hay gửi rời, anh Huy chưa có đăng lên mạng nha. Tại vì mà pin ở trên mạng họ bán rẻ lắm, anh Phi đăng lên là các bạn lại nói anh Phi bán mắc nha, nên là nhiều khi anh Phi lại không đăng. Rồi được chưa? Bỏ vô ha. Cái hộp pin này thì nó hơi dừa ha. Nó tạm gọi là dừa, nhưng mà nhiều khi nói thẳng là nó hơi chật so với cái viên pin này, bởi vì hai cái dây này nè ha, cho nên là hai cái dây nó phải quay lên một chút xíu để đẩy nó xuống ha, đẩy nó qua bên này nè. Đó, khi các bạn để cái viên pin này vô xong ổ là các bạn có thể chơi được rồi. Đúng ra cái viên pin này nó sẽ làm gọn hơn một chút xíu nữa, nhưng mà đây là một cái dòng pin thị trường cho nên nó là nó cỡ này là ổn rồi các bạn nhé. Rồi anh Phi sẽ gắn vào nha, anh Phi sẽ gắn vào và sau đó anh Phi sẽ dặn con ốc nữa là xong. Và tới đó lúc này thì các bạn có thể bắt đầu chơi được rồi. Nhưng anh Phi khuyến cáo các bạn là vẫn phải gắn pin cho tay điều khiển cái đã nha, gắn pin cho tay điều khiển cái đã, rồi sau đó chúng ta mới chơi được nha. Rồi xong, sau khi gắn pin xong nó sẽ như thế này, nó có một cái công tắc ở phía dưới ha, on off, nó là màu đen, nó là màu đỏ thì hay hơn, nó là màu đen. Cho nên có nhiều bạn hả, tên cũng hay đó chú. Cảm ơn con Pandora, nhưng mà chú sẽ nghiên cứu chú đặt tên đó, tại vì cái hãng này nó viết tiếng Hoa chú không có nhìn được, có tiếng Anh nữa nhưng mà tên của nó là tên tiếng Hoa, cho nên thôi mình dịch cho tiếng Anh đi cho dễ ha. Đó, chú nè, cái chỗ màu đen nằm đây, cứ mở on off mà chơi ha, on lên để chơi nha, rất là đơn giản các bạn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ cho pin vào tay điều khiển. Tay điều khiển thì nó cũng có một con ốc ở đây. Thông thường thì chú sẽ bỏ con ốc này khi chơi á, nếu là chú sẽ bỏ con ốc này, tại vì nó có cái ngàm ở đây rồi. Nhưng nếu các bạn là trẻ nhỏ chơi thì xin thưa là các bạn nên giữ con ốc đó, bởi vì các bạn nhỏ hay quăng rớt á, nhiều khi cầm rớt. Nhưng mà chính vì cái rớt đó đôi khi lại thu hút các bé, nó làm bọp cái khoái, rồi cứ quăng hoài. Cho nên khi mà đồ chơi vô tay trẻ nhỏ là không ai dám bảo hành lại vậy đó. Tại vì cái đặc thù của trẻ nhỏ là thích những âm thanh lạ và thích trải nghiệm, cho nên đối với các bé không có hành động đúng và không có hành động sai, nó chỉ là có thu hút các bé hay không thu hút thôi. Thu hút là nó làm hoài nè. Bây giờ chúng ta sẽ chạy tới này, thấy không, chạy lui ha. Khi tới thì trong này nó sẽ có cái đèn nó sáng lên, các bạn thấy không? Tới. Còn ở đây thì rẽ trái ha, rẽ phải nè, rẽ phải nè, rẽ trái nè, ok chưa? Cái cách chạy nó sẽ là trái, là nó sẽ lấy về bên trái, thấy không? Nó lấy cái đầu về bên trái. Do đây là một cái xe công trình, nó mang tính chất là thùng dài, cho nên nó sẽ có những cái bệ đỡ như thế này bật ra. Trong quá trình nghỉ ngơi đó, nó sẽ đỡ. Để làm chi? Để cái dàn xe chỗ này là cái phục chúng đó, nó không có phải chịu cái lực đỡ đó nữa ha, cái lực nặng đưa xuống, cho nên nó sẽ bật ra. Nhưng khi các bạn chạy á, thì các bạn phải bật lên nha, các bạn phải bật lên ha, ok chưa? Tới đây thì cái việc test hàng của anh Phi cũng đã xong rồi. Rồi anh Phi sẽ ốp nó nè, rồi sau khi anh Phi gom lại hết và anh Phi sẽ đóng nó lại, sau đó anh Phi sẽ gửi hàng. Đóng hàng và gửi hàng. Việc đóng hàng và gửi hàng thì nó cũng dễ các bạn, không khó. Ở đây nó có những cái con ốc nhựa, anh Phi nè canh vô ha, canh đúng ổ của nó là bạn vô thôi. Đấy, bạn vô. Nhưng mà những con này á, là những con dài, những con ngắn thôi. Ở khu vực này là con ngắn thôi. Đấy. Con thì có con lớn, có con nhỏ, có con dày, có con mỏng, cho nên là các bạn dặn cũng phải đúng con nó mới vô các bạn. Nó làm chi cho khó vậy trời, ta làm một loại thôi, một thân thôi nè. Ở đây nè, thấy không, anh Phi dặn hồi nãy giờ nó vô chưa hết đó. Hoặc là nó sẽ không có dặn, thể dặn vô hết được để nó tránh cái tình trạng đó là nó tránh cái tình trạng đó là gọi là gì ta, nó tránh cái tình trạng là nó quá siết con ốc nó xuống ha, siết quá cái bánh nó bị đè đó, mà bị đè cho nên là dặn vừa tới thôi, ở đây cũng vậy, thì có những cái chỗ để các bạn dặn qua cái chỗ này, dặn lên rồi định hình nó như vậy nè các bạn. Khi tới tay các bạn á là nó cũng bị bung ra là chuyện bình thường nha. Cái tay các bạn mà nó bị bung ra cũng là một cái chuyện rất là bình thường, nó không có gì là khác thường hết trơn á. Nó phải có một cái con dài cho khu vực này, nó phải có hai con dài cho khu vực này. Rồi các bạn, nói chung là như vậy ha. Tôi sẽ xử lý nó. Và đây này, ở dưới này nó có con tổ nè, các bạn phải vừa dặn, các bạn vừa đẩy mới được vô. Thì ở đây thì để em coi đi, coi con nào dài hơn, con nào phải ngắn hơn. Ở đây nó còn một con nữa nè, nó cứ mỗi một chỗ là chúng ta sẽ thấy được cái lỗ nha, chúng ta dặn vô. Những cái việc lai chỗ này á, thường thảy nó ra ngoài để cho một bộ phận thứ hai ra lọ la. họ làm thì sẽ hay hơn, nhưng mà thường anh Phi sẽ chọn cách là để đây luôn ha. Đây là hai cái con ốc cho cái tay điều khiển đó, cái cách nó là như vậy đó. Các bạn thấy cái việc để tháo nó ra test rồi để nó trở vô rồi gia cố thêm dây, gia cố thêm cái các cái dây để cho cái quá trình đi đường nó có giặt nó sóc thì nó cũng không bị rớt ra, thì nó mất khá là nhiều thời gian, cho nên đó là đối với những đơn hàng bơm là anh Phi bực bội là như vậy. Thật sự ra không phải ghét giận gì các bạn đâu, nhưng một cái là khi chúng ta quyết định mua hàng chúng ta phải chuẩn bị tất cả các tình huống để nhận hàng. Một là điện thoại, hai là cái vấn đề đi học, ba là vấn đề tiền trong điện thoại để liên lạc, bốn Yoyo nước nào sản xuất vậy chú? Đa phần là Trung Quốc con, đa phần là Trung Quốc họ sản xuất, tại vì những nước khác khi mà sản xuất cái nhân công nó sẽ rất là đắt. Cái thứ hai là nguồn nguyên liệu, cái thứ ba nữa là máy móc trang thiết bị đâu phải đầu tư. Giống như tụi con nói cái cọng dây này làm đơn giản sao Việt Nam không làm, tại Việt Nam làm ra rất là mắc, tại vì cái số lượng Việt Nam làm thì cũng chỉ bán được trong Việt Nam thôi, không bán được đi các nước khác. Mà khi số lượng ít thì cái giá nó sẽ tăng cao lên đó. Cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện cực kỳ bình thường trong vấn đề sản xuất, nhưng không ai nói với các bạn đó. Với sự thật 10 năm qua không ai nói với các bạn rằng là cái số lượng hàng và cái giá cả nó phụ thuộc với nhau. Chú Huy từng đi liên lạc với người ta rồi, người ta nói làm chi cho nó khổ vậy, làm chi cho nó khổ vậy. Ở Trung Quốc họ làm giá rất là rẻ, rẻ là bởi vì sao? Bởi vì cái nguồn nguyên liệu của họ rẻ, là bởi vì sao nữa? Bởi vì công nghệ của họ, bởi vì con người của họ đó. Vậy thì chúng ta làm để làm gì? Cái thế mạnh của chúng ta là cái khác, cái thế mạnh của chúng ta là nông nghiệp, cái thế mạnh của chúng ta là sản xuất các cái vùng trái cây nông nghiệp ở nhiệt đới rồi để bán ở bên kia đó, nó gọi là trao đổi mà các bạn. Thì chúng ta sẽ dùng cái thế mạnh của chúng ta để chúng ta gọi là gì, để chúng ta làm cái thế mạnh cạnh tranh. Giống như câu chuyện vậy đó, các bạn giỏi môn gì nè, ai chơi thể thao môn gì giỏi ha? Rồi hỏi Pandora trước đi. Pandora chơi môn thể thao nào giỏi? Đá banh, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, bơi lội, là ai giỏi môn nào? Nói cho chú Huy biết đi, chú Huy sẽ giải thích cho các bạn chỗ này một cách nhanh gọn lẹ để các bạn dễ hiểu hơn. Rồi, đơn giản đi. Ở trong cầu lông có một bạn gọi là nhỏ tuổi hơn anh Phi, cho nên là anh Phi gọi là bạn, gọi là huyền thoại của Việt Nam, mà cũng là một trong những tay đánh giỏi của thế giới trong những năm trước, đó chính là Tiến Minh. Xin thưa với các bạn, Tiến Minh chơi cầu lông thì cực giỏi, thể lực thì cực hay, nhưng mà đem Tiến Minh mà để đi thi đấu đá banh thì thôi chịu thua nha. Rồi quay ngược trở lại, các bạn biết Quang Hải không? Biết đúng không? Quang Hải là một cầu thủ khá là nổi tiếng ở Việt Nam, đang xuất ngoại châu Âu và đã trở về Việt Nam rồi. Các bạn biết Quang Hải không? Các bạn có coi Quang Hải đánh cầu lông chưa? Rồi, nó cầm cây vợt mà còn không biết cầm thì huống hồ gì nó đánh. Anh Phi thấy có một đoạn clip Quang Hải đánh cầu lông rồi, thì anh Phi đoán chắc 100% là Quang Hải không biết đánh cầu lông. Đơn giản vậy. Nếu mà đưa Quang Hải mà đi đánh cầu lông á, thì thôi, khỏi đi khỏi. Tại vì Quang Hải không có tập cầu lông để đánh. Anh Phi chưa nói rằng là Quang Hải có đánh cầu lông được hay không, hay là có đánh thắng hay không, anh Phi không biết. Nhưng Quang Hải hiện nay là không biết chơi cầu lông nhé, không biết chơi cầu lông, đơn giản vậy thôi đó. Anh Phi thấy đánh rồi, dạng đánh giải trí vui thôi, nhưng mà anh Phi thấy đánh rồi đó. Có một cái đoạn clip của một cái bạn Tết Trần TV gì đó, bạn có làm là bạn có quay cái cảnh là Quang Hải giải trí bằng cách là đánh cầu lông với các bạn ở trên sân. Và xin thưa với các bạn là Quang Hải không biết đánh cầu lông đó. Vậy thì đó là thế mạnh của từng người. Quang Hải giỏi nhất là gì? Đá banh. Mà trong đá banh thì nó cũng chia ra thành nhiều vị trí lắm các bạn. Các bạn đá giỏi nhất là vị trí nào? Tiền vệ, trung vệ, hậu vệ, tiền đạo, trung phong đó. Vậy thì các bạn giỏi nhất là cái gì đó? Đem bóng ông tiền đạo đi xuống đá trung vệ thì sao đá đó. Cái câu chuyện nó sẽ là như vậy các bạn. Là như vậy là sao? Là thế mạnh của từng người. Vậy thì các bạn tối ngày các bạn chê hàng Trung Quốc thế này thế nọ, các bạn có biết không? Anh Phi học ý không nói các bạn chê, các bạn cứ hỏi là xuất xứ nguồn gốc. Trong khi đó cả iPhone cũng có những bộ phận cũng có những nhà máy họ đặt thận ở Trung Quốc. Thì tại sao vậy? iPhone họ đâu có sợ, iPhone họ cũng đâu có dở đến mức độ như vậy. Rõ ràng họ là một cái hãng hàng đầu thế giới về điện thoại, mà tại sao họ đặt cái hãng xưởng của họ ở Trung Quốc? Bởi vì sao? Chúng ta sẽ phải suy nghĩ. Anh Phi suy nghĩ hoài, anh Phi suy nghĩ còn không ra, bởi vì anh Phi chưa đủ tầm để mà phân tích điều đó. Nhưng anh Phi tạm nói đơn giản với các bạn như sau. Cái nguồn nguyên vật liệu tại Trung Quốc là một cái nguồn nguyên vật liệu phong phú và đa dạng. Cái thứ hai là ở đất nước Trung Quốc, họ cái nền công nghiệp gọi là hỗ trợ á, và những cái sản phẩm hỗ trợ của họ rất là tốt và đa dạng, rất đa dạng. Vậy thì các bạn có thể đặt hãng xưởng này ở chỗ khác được không? Được. Nhưng các bạn lại phải chuyển cái vùng nguyên vật liệu này đi. Các bạn phải chuyển, chẳng hạn như tôi muốn có một cái dây tai nghe, hay là tôi muốn có một cái con ốc đó, tôi sẽ phải mua từ Trung Quốc về cái đất nước mà tôi đang đặt cái xưởng của tôi. Vậy thì có hợp lý hay không? Cái giá thành nó có đội lên hay không? Họ quyết định rất là nhiều thứ ở trong đó các bạn. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ nói chuyện lớn với nhau thôi. Trung Quốc thế này rồi Trung Quốc thế nọ. Nhưng thực tế các bạn không biết được rằng là Trung Quốc họ đã lên tới mặt trăng rồi. Không phải anh ơi, do mướn ngoài giá rẻ anh ơi. Anh Phi thì không phân tích theo cái chiều hướng mướn ngoài, nhân công rẻ, vật liệu nhập rẻ. Không phải đâu, không phải chỉ là nhân công rẻ là vật liệu rẻ không đâu các bạn. Nó là nền công nghiệp phụ trội của nó đứng đầu thế giới nha các bạn nhé. Nền công nghiệp phụ trội là gì? Chẳng hạn như khi các bạn sản xuất một cái điện thoại thì các bạn phải có những con ốc, các bạn phải có thép, các bạn phải có nhôm, các bạn phải có nhựa. Các bạn phải có các công nghệ về CNC, công nghệ về đúc nhôm, đúc nhựa, đủ hết đó các bạn. Vậy thì cái câu chuyện cuối cùng còn lại là gì? Ở Trung Quốc họ làm được hết, và họ sẽ làm được theo yêu cầu luôn nữa kìa. Họ làm được theo yêu cầu luôn. Chẳng hạn như con ốc này, thay vì 10 răng trên một đoạn, gọi là một cái đoạn đơn vị tính, thì bây giờ tôi muốn nó 12 răng là Trung Quốc họ làm được luôn. Đơn giản vậy. Họ sẽ CNC lại, họ sẽ tính toán lại, họ làm lại đủ thứ trò đó. Cho nên câu chuyện là đặt ở bển là đúng, cũng chẳng có sai gì đâu các bạn ơi. Còn nhân công giá rẻ chưa chắc nha. Chỉ có một số vùng nào đó nhân công Trung Quốc họ mới rẻ thôi, còn một số vùng mà không hề rẻ đâu. Một số vùng không hề rẻ đâu. Ai đã từng đi qua bển rồi để nhận xét điều này, hay là chúng ta đang nhận xét theo những cái clip mà chúng ta coi? Ai đã từng qua bển rồi, ai đã từng nhận thức theo cái góc nhìn là tổng thể của bản thân mình, hay là chúng ta chỉ coi những cái clip nào đó của một ai đó đang nói về Trung Quốc thôi? Công nghệ Trung Quốc là hàng đầu, không có thua ai đâu các bạn nha. Có làm được mọi thứ trên đời á. Vấn đề còn lại là anh đang tập trung vô cái gì thôi. Chẳng hạn như anh Phi biết có một số cái món hàng nội địa Trung Quốc cực đỉnh luôn các bạn. Anh Phi cũng đang muốn nhập về để anh Phi nhập cho riêng mình thôi. Anh Phi mua cho riêng mình để về anh Phi xài thôi. Rất là đẹp, rất là ngon. Nhưng mà cái mua về xài một mình thì không biết xài bao giờ cho hết. Tại vì ở bên đó nó bán lạ lắm. Chẳng hạn như các bạn mua một món thì giá khác, mà các bạn mua 3 món thì giá khác, 5 món thì giá khác, 10 món thì giá khác, 1.000 món thì giá khác, 100.000 món thì giá khác. Rồi các bạn mua về với tiểu ngạch thì giá khác, mà đi chính ngạch thì giá khác. Các bạn chính ngạch thường các bạn phải đi xuyên qua Hồng Kông. Cái văn phòng thường nó đặt ở Hồng Kông, giống như Audi này cái văn phòng nó đặt ở Hồng Kông các bạn. Hay là cái C3 Design các bạn biết á, cái Yoyo C3 Design là một hãng ở Hồng Kông nha các bạn nhé, một hãng ở Hồng Kông. Còn họ gia công ở đâu thì anh Phi không biết. Con thấy hàng Trung Quốc có vài loại chất lượng hơn Mỹ. Cái đó thì chú cũng biết, tại vì chú cũng chưa có trải nghiệm qua hết tất cả, mà chú cũng chưa thấy một cái, chưa cầm được trên tay một cái món hàng nào mà nó ghi Make in USA đó. Cái đó là xuất xứ nha các bạn. Hàng có thể các bạn lấy từ Mỹ về, bà con nào đó ở Mỹ gửi về cho các bạn, nhưng mà xét về xuất xứ thì các bạn phải lật cái đích nó, các bạn coi Make in đó các bạn mới biết được. Tại vì anh Phi cũng từng làm hồ sơ xuất nhập khẩu cho những cái lô hàng của ông anh Phi ngày xưa. Ổng cũng có nhập một ít hàng rồi ổng về ha, thì anh Phi biết được một ít cái xuất xứ nó khác với lại cái gọi là cái make in với lại cái nơi mà xuất về. Chẳng hạn như các bạn có thể nhập hàng từ Mỹ về nhưng mà hàng đó nó vẫn gọi là xuất xứ là make in China nha các bạn nhé. Cái điều đó là các bạn phải xem lại, cho nên nó là chúng ta sẽ phải coi cái xuất xứ của nó. Chúng ta sẽ phải coi cái xuất xứ, xem coi xuất xứ nó ở đâu, chứ không phải chỉ đơn giản là chúng ta nhập từ đâu về. Hàng từ Mỹ về hay hàng từ châu Âu về, chuyện nó make in China là bình thường các bạn. Nó đặt xưởng ở China thì là nó make in China thôi. Nó đặt xưởng ở make in China là nó make in China, nhưng là nó một hãng ở đâu, hãng nó ở Anh, ở Ý, ở Mỹ, ở Canada gì đó thì lại khác nha. Cho nên có nhiều loại, ai chơi cầu lông thì nói nghe dễ hiểu hơn nè, có nhiều loại vợt được sản xuất ra nhưng mà nó vẫn là vợt của Nhật nha, vẫn là Yonet nha các bạn nhé. Nhưng cái Yonet này là Yonet của sản xuất ở đâu, chẳng hạn như Yonet này sản xuất ở Đài Loan thì nó gọi là Yonet ở Đài Loan, Yonet ở Trung Quốc. Hai là nó sẽ có những cái loại Yonet mà nó gọi là Yonet của chính cái đất nước Nhật luôn, nó gọi là hàng nội địa nha. Mà hàng nội địa của Nhật đó, khi mà về Việt Nam thì giá nó cao hơn nha các bạn, giá nó cao hơn nha. Rồi anh Phi đang làm những cái hộp như thế này nha các bạn ha, mà anh Phi cắt bị sai rồi nè, đúng ra phải cắt cái ngàm trên này chứ không cắt cái ngàm dưới, cho nên là rồi tới đây thì cái hộp anh Phi đã làm xong rồi ha. Con biết cái này rồi, tới đây thì cũng ổn rồi ha các bạn ha, đơn hàng tới đây là cũng ổn. Anh Phi sẽ làm cái hộp nữa là xong, chỉ cần bít cái đầu nữa lại thôi. Và chị Thư thì cũng đã chụp hình xong rồi ha. Cái đơn hàng này kể như xong rồi ha, anh Phi chỉ cần làm cái nắp cho cái thùng hàng nữa là xong. Cái đơn này thì nhà sô-cô-la họ sẽ lấy. Rồi đây các bạn, anh Phi sẽ giới thiệu thêm một dòng Yoyo của Ares nha. Ares, cái hộp nó đóng tương tự như là của K2 của Magic. Yoyo bằng đừng gọi nó bằng sắt em, thông thường nó sẽ là aluminium nha. Bằng sắt là có, anh Phi cũng có luôn, nhưng mà giá nó rẻ lắm. Anh Phi hít tự nó không hít nè. Anh Phi sẽ lấy một con bình dân bằng sắt. Các bạn mua mà người ta quảng cáo trên mạng là cái chất lượng siêu siêu gì đó nè. Nè nó hít nè. Này mới là bằng sắt nè. Này 45k. Nó có còn một con Yoyo như thế này. Nó có một cái chai dầu. Cái chai dầu này thì dầu nó hình như nó không có dầu, cái chai thôi nha. Có không ta? Có được một ít dầu thôi các bạn, nó không nhiều. Cái chai vui à. Rồi để anh Phi coi cái hộp khác cái còn không. Nó trút ngược mà nó kêu người ta sao mà có. Nó làm cái hộp nó về có ba màu thôi. Mà có đôi lúc nó bị trút ngược. Nè, trút ngược xuống thế này nè. Nó có chai thôi nha các bạn. Nó có dầu nhưng mà ít lắm. Có trong này nè. Lúc lắc ở trong này anh Phi thấy nè. Nhưng mà nó bằng sắt, đúng sắt luôn á. Em hỏi bằng sắt là đúng á nha. Em hỏi bằng sắt là đúng chứ không sai nha. Đó, có loại Yoyo bằng sắt luôn, nhưng mà hàng bằng sắt thường á là những cái hàng bình dân. Những hàng bình dân, giá nó bình dân nhưng mà chơi được nha. Đừng có coi thường nó. Đừng có coi thường nó. Đây, anh Phi sẽ thử cho các bạn xem. Đó, nó có một cái lớp bằng keo được dán rồi. Đây. Nha. Anh Phi tại sao không đăng cái này? Tại vì anh Phi không muốn các bạn đưa ra những cái đánh giá nó không phù hợp với giá cả. Nè, đây. Nó vẫn chơi ngang được nha các bạn, nhưng mà nó là Yoyo bình dân. Các bạn thấy nó lắc không? Các bạn thấy nó lắc không? Nhưng mà chơi được, chơi ngon. Nó có một cái nhẫn đầu rồng trong này nữa nè. Các bạn đừng kêu anh Phi đăng lên nha, anh Phi chưa đăng đâu. Nè, chưa chụp hình gì đăng á. Một cái nhẫn đầu ó ha. Đó. Con quay Black chán hơn Nado, tại vì con là fan của Black, của fan của Nado. Những bạn fan của Black thì sẽ chê Nado nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ xin một cái cọng dây ha. Trong cái túi đồ nghề của anh Phi thì nó không có đầy đủ, nhưng mà sáng nay thì anh Phi chưa có lấy cái túi này ra thôi. Thì sẽ lấy cái túi này ra, thì lấy một cái hộp, này nó có dây nhợ của anh Phi trong này nè. Đây ha, anh Phi sẽ xin một cọng dây nha. Đấy ha. Rồi dây lấy giống cọng dây 5A nó mới ghê chứ. Đây, một sợi dây. Rồi anh Phi vô dây rồi anh Phi quăng cho các bạn xem nha. Mấy con này thì chơi được thôi, chứ cũng không có Ares xanh lục đâu chú, chờ xíu đi. Ares nó có nhiều hình lắm. Chẳng hạn như kỳ này chú sẽ về là hổ, rồng. Trên này nó có là không Ares Yoyo hả? Còn cái kia là in one. In one nè. Thấy không? Chơi ngon lành cành đào 45.000. Khi mà anh Phi đăng lên TikTok chắc nó còn giảm giá nữa. Đây, chơi ngon lành, tập quăng thì nó vẫn ngon, hết lên, đơn giản. Nhưng con này nó không có bát nha. Con này nó sẽ là cái dòng nhựa ở trong nha. Nó cái dòng nhựa chứ không phải bát. Mà dòng nhựa này nó sẽ cận với lại cái nó cận với lại cái dây. Cái thứ hai nữa là cái bạc đạn, nó là dùng loại bạc đạn 1A tiêu chuẩn như dòng bình dân, cực kỳ bình dân luôn, nhìn vô là biết hàng chợ thôi. Nhưng chơi cực ngon, không có vấn đề gì để mà cầm len về nó hết đó các bạn. Đây vẫn thấy không? Vẫn giật ngang được. Nó mô phỏng lại những con 1A ha, giật ngang nha. Nhưng giá nó rất là rẻ các bạn. Nhưng mà hiện nay anh Phi chưa đăng, bởi vì sao? Anh Phi không muốn các bạn nhập nhằn giữa cái hàng công ty và cái hàng chợ, và cũng như là cái việc chơi không được Yoyo. Chẳng hạn các bạn cầm cái con Yoyo xịn trong tay mà các bạn không biết quăng thì nó với con Yoyo này nó cũng như nhau thôi ha. Nhưng mà chơi ngon nha các bạn nhé, chơi ngon nhé nè. Vẫn tạo hình được trên dây nè, thấy không? Vung xuống nè, hít lên nè, đơn giản chưa? Vẫn là đưa nôi, vẫn là Pháp Friend, vẫn là gì đó, cái bánh ít bánh tét gì đó ha. Được ngon. Cho nên là anh Phi đang đem cái dòng này về để chia sẻ với các bạn yêu thích Yoyo, nhưng tạm thời chưa tới dịp để mua những Yoyo hàng ngon. Tạm thời chưa để dành đủ tiền có thể chơi cái này để nuôi dưỡng đam mê. Nhìn ở một cái góc độ tổng thể rộng hơn nó sẽ là như vậy nha các bạn. Và khi đóng con Yoyo này á, nên đóng như thế này nó phù hợp nè. Mấy ông đóng Yoyo các bạn thấy hàng bình dân giờ đóng giày nó mới đúng nè. Còn khi mà đóng như giày là không đúng nha. Nè, các bạn thấy không? Nhưng mà đúng không quan trọng. Nhưng mà quan trọng chứ, bởi vì cái bình này nó sẽ lật ngược xuống nha. Để em thì coi trong này nó có dầu không. Nó có một ít nè các bạn, xíu thôi. Nè, nó có một nhín thôi. Tại vì dầu này không cần nhiều như dầu của Audi đâu. Không cần nhiều, dầu này lâu lâu mới vô một lần. Các bạn thấy, đây là một cái dòng hàng cực kỳ bình dân. Các bạn có thể tìm thấy trên cái phần Yoyo bình dân trên trang web của bên anh Phi nha. Còn bây giờ là anh Phi sẽ trở lại với các bạn. Chiến cơ siêu hạng anh Phi không có nha. Chiến cơ siêu hạng không có nè, rồi cái gì đó Bakugan không có nè. Những dòng đó là anh Phi không có. Rồi ở đây chúng ta sẽ có 5 màu nha. Ở đây chúng ta sẽ có 5 màu, mà rất nhiều màu thiên về màu xanh và màu đen. Trước hết chúng ta sẽ có một cái màu nó gọi là màu xanh xanh. Nhưng xanh xanh này là xanh xanh có chuyển màu. Nó giống như con thần hổ biển cả của dòng Blazintin. Đây các bạn thấy dây nó cho là vậy đó, các bạn thấy đã không? Rồi đây, nó chuyển màu như là con thần hổ biển cả của Nado nha. Thần hổ biển cả của Nado, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Con này là con xanh xanh nha, xanh và xanh. Còn một con nữa nè các bạn, con này là con rồng nha. Red red hay là black, red hay là black. Nó vô điện thoại thì nó đẹp hơn nữa các bạn nè. Không, nhưng mà anh Phi thấy nó cũng như nhau. Rồi bây giờ thì nó nè, red hay black các bạn, nó có purple nữa nè, màu tím nữa nè, màu hồng nữa nè, pink nữa nè. Vậy thì rất là khó để đặt tên cho nó, cho nên nhưng mà anh Phi sẽ cố gắng đặt tên. Nếu các bạn gọi đây là green hả? Green dragon, green tiger, vậy thì con này là cái gì tiger? Nó cũng là green nè. Con này cũng là green luôn nè. Không, các bạn thấy không? Đó. Vậy thì những con này nó sẽ chơi như thế nào ta? Anh Phi thấy là cái chất lượng nó phù hợp với tầm giá 200 mấy rồi. Cộng thêm những cái bộ quà tặng, cộng thêm dây, cộng như thế này thì anh Phi thấy phù hợp nha. Anh Phi thấy rất là phù hợp. Đó, bạc đạn thì dùng tiêu chuẩn 1A nhé. Bass này là nó dùng bass bass không nhạy dây, bass không nhạy dây Audi luôn, biết ghê chứ. Nó sử dụng bass Audi nha các bạn. Nè tháo cho các bạn coi nè, nó sử dụng bass Audi, cho nên là các bạn có thể thay những cái bass Audi vào đây nha, nó dùng chung với bass Audi. Và cái ti này anh Phi nghĩ là ti 14 chứ không, ti 14 à, ti 10, ti 10. Hot Wheel rẻ đã ở đây. Các bạn hỏi Hot Wheel rẻ lẻ hả? Hot Wheel hôm nay chú không có về, con ghé My Kingdom đi. My Kingdom là chuyên về Hot Wheel nhưng nó không phân phối. Còn chú về là chú về dùng cái dòng hàng ở khác dùng lãnh thổ. Rồi đây ha, nè, nó dùng bass Audi mấy bạn, thấy không? Nó không cần phải sản xuất bass, nó theo thôi ha, nó theo thôi. Cái con này thì nó gần gần giống với nè, đây bạc đạn. Nó phi nào con? Đâu ta? À con đó đó hả? Con đó 445, con đó hết hàng rồi, còn con nhỏ hơn được không? Cái con kia 5 á. Con đó chú chưa có về. Con đó là chú về riêng, nó không chung với hệ thống. Đây ha, giờ quấn vô thử nè, ghê như thế nào. Nó nhẹ hơn con thần rò hổ biển cả của Blazintin nha các bạn, con này nhẹ hơn. Thấy rung không ạ? À, anh chơi Yoyo rớt mới có 1-2 lần thì có sao không chú? Không biết nữa, rớt như thế nào mới là quan trọng nhé, chứ mà rớt thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà rớt ở đâu mà rớt như thế nào. Được các bạn, ngon. Nói chung là tầm giá này con này chơi là ngon rồi, ngon nha, ngon nha các bạn ha, giá này ngon. Sau khi giảm giá 10% là nó xuống còn bao nhiêu đó, 239 nhân cho 239 nhân cho 0.9. Có khả năng TikTok họ sẽ còn giảm nữa. Hồi nãy 215 cộng với các phần quà tặng của anh Phi, cộng thêm bạc đạn nè, cây nại nè, rồi với lại cái móc là đủ hàng rồi ha. À, ghi chú dùm nha, ghi chú dùm, cái này sẽ tặng cây nại, bạc đạn với lại một cái móc, tại vì dây quá nhiều rồi cho nên sẽ không tặng dây thêm. Rồi bây giờ đó các bạn, hồi nãy giờ nó quay nè, các bạn thấy được không? Nãy giờ anh Phi quăng cái ẹt, cái anh Phi chờ ngoài á, anh Phi quăng cái ẹt quay chơi thôi đó, quăng chơi thôi mà nãy giờ anh Phi chờ, anh Phi đứng mỏi tay mấy bạn ơi. Phải mai mốt anh Phi sẽ có cái cần ở đây, anh Phi câu nó, anh Phi để vô, anh Phi gài vô cho tới khi nào nó hết nó nghỉ thì thôi. Đó, một con Yoyo 200 mấy với quà tặng như vậy thì nó còn khoảng 100 mấy thôi. Anh Phi nghĩ vậy ổn ha. Con thấy ông nước ngoài review chơi ok lắm á chú. À chú chưa thấy ông nước ngoài review con Ares, cho nên là có thể chia sẻ với chú cái clip đó được không? À, cho chú xin cái link được không? Đó, nè thấy không? Ngon lành chưa? Bây giờ bắt đầu nó mới nghiêng nè các bạn. Đó, có một số bạn hỏi chú là tại sao Yoyo con nghiêng đây. Khi ráp vô không chuẩn nó cũng nghiêng, nhưng mà đây là một phần của nghiêng nè. Khi mà quăng ra các bạn, xéo là nó nghiêng nè. Thấy không? Nó nghiêng thì thường người ta sẽ hất lên, người ta quăng lại ha, nó nghiêng nữa nè. Vậy thì chúng ta sẽ phải cân chỉnh ha, chúng ta đưa cái góc tay chúng ta về bên này chút xíu hoặc về bên này chút xíu là nó sẽ chuẩn nha ha. Ngon lành ha. Rồi tới đây được chưa các bạn, ổn chưa? Rồi anh Phi sẽ phải trằn trọc cả buổi chiều ngày hôm nay để đặt tên cho nó đây. Nếu đặt tên theo màu thì được rồi, chẳng hạn như hổ xanh, hổ dương ngọc, hổ xanh dương thì được, nhưng mà đặt cho nó một cái tên phù hợp thì chắc cũng khó nha, cũng rất khó. Giờ anh Phi lấy tham khảo tên của con này trước nha. Con này các bạn đặt tên gì các bạn? Dương ngọc nè, cái màu dương với màu ngọc nè. Đây là một con hổ nha, ghê không? Nó không focus luôn ha. Full đen, chú có con full đen không? Con full đen không có, nó chỉ có đen xanh thôi. Chú có con full trắng mà kỳ này nó không về. Chú có đặt con full trắng, cũng có đặt con full đen luôn, nhưng mà nó không về kịp các bạn. Đó. Mảnh hổ Tiger hả? Nó Tiger thì bản chất nó đã là mảnh hổ rồi Thịnh ơi. Ở quên Pandora ơi. Mình sẽ là lấy cái từ gốc của nó là Tiger nha. Lấy từ gốc của nó là Tiger. Còn con kia là từ gốc của nó sẽ là Garen. Và chú sẽ để cho các bạn coi cái từ gốc của con Bonnie. Đây, có một con Bonnie. Bonnie cũng đủ màu á, nhưng mà chị này chú về có một màu thôi. Đây có một con Bonnie. Bonnie á, Bonnie là con ngựa Bonnie á. À, đây, đây con Bonnie. Bonnie này nó cũng khá đẹp. Đây các bạn, đây, hấp dẫn chưa? Đây là Bonnie. À, ai có người yêu thích Bonnie thì tặng Bonnie. Hoặc là có các em học mẫu giáo mà con gái thích Bonnie thì tặng Bonnie. Cũng là Ares nha các bạn. Ares, à, hấp dẫn chưa? Đẹp ha. À, đây, cái loa của nó nè. Cái loa của nó hơi nghiêng vào trong chút xíu. Con này thì chắc phù hợp hơn để khi chơi những cái fast nè, các bạn thấy nè. Các bạn phân tích cái loa nha. Cái loa con này nó vô tới trong nó mới sụp xuống. Còn con này là nó ra tới ngoài luôn, nó sụp xuống. Rõ ràng là cái khe của con này nó rộng hơn nè. Nó đưa ra ngoài, thấy không? Cái loa nó tam giác hơn nè. Còn con này nó đưa vô trong nè. Con này thiên về biểu diễn hơn. Cái con này giống con Vision hồi xưa này ha. À, à, thấy không? Cái loa nó khác. Từng dòng nó có cái loa khác nhau nha. Ơi, có con rồng nào không cho mượn? Nó cho mượn một con rồng. Chị Thư đang có một con rồng. Đây, con rồng đỏ đen nữa nè. Đẹp chưa? Đó, cái rồng này thì cái loa nó nằm giữa ba con nha. Cái loa nó nằm giữa trong ba con. Con này là nó dành nó vô sâu hơn nè. Cái này sâu hơn miếng nữa nè. Cái này ít hơn nè. Thấy không? Đó. Là hãng Á đang nổi bên Trung. À, bạn Thuận nè đang báo đây là một cái hãng mới ha. Bạn mới đang nổi bên Trung. Nhưng nó có nổi hay không thì không biết. Nhưng mà nó dành cho những bạn chơi. Nó có dòng hàng dành cho các bạn chơi bình dân. Nó cũng có dòng hàng dành cho các bạn chơi cao cấp nữa. Nhưng mà anh Phi chưa về đâu, cái đó mắc quá. À, nó còn một cái hãng nữa tên là Flash Share nha các bạn. F-Share chứ. F-Share thì đắt hơn này chút xíu. Lo con nào múa ghê hơn chú. À, về cơ bản thì cái loa mà nó càng nhọn ra ngoài này nè. Cái dành này nó mỏng á. Cái dành này nó không có dày như thằng này nè. Dành này vô nè, thấy không? Thì những con này nó sẽ dễ múa hơn. Nhưng mà những cái con này cái đòn nó dài. Và cái khả năng giữ cân bằng nó giống như trong con quay vậy đó. Có những con nó thuộc về tính cân bằng, tính tấn công. Cho nên đó là khi các bạn quăng ra là các bạn phải chơi chiêu fast nhanh. Để khi nó mất cân bằng nó dễ bị lật lắm các bạn ha. Con mà đòn càng dài á là nó sẽ dễ bị lật ngang nha. Cho nên cái lực tay các bạn quăng là phải chuẩn. Cái phương xuống phải đúng chuẩn. Còn nếu không thì những cái con này nó sẽ cân bằng hơn nha. Thì cái cách nó sẽ là như vậy thôi. Rồi, trả rồi, tới đây thì anh Phi cũng đã giới thiệu sơ về dòng Yoyo Ares mà anh Phi đang nghiên cứu và đang muốn đầu tư vô. Bonnie vô dây. Ok, muốn vô dây thì vô dây. Đây, vô dây cho Bonnie. Chà, cái này mà có cọng dây màu hồng nữa vô thì đỉnh luôn ha. Mà rất tiếc anh Phi không có cọng dây màu hồng. Chà, hai con bé cháu gái anh Phi mà nó thấy chắc nó mê lắm ta. Trời ơi, mà sao không sản xuất con quay Bonnie giùm tôi. Con quay Bonnie này nó sẽ qua nó lụm liền. Cô Thư ơi, cô Thư giúp em lấy cái hộp này ra đây. Đây, đây. Đây ha, đây chúng ta quăng thử coi nó như thế nào nhé. Đấy, cọng dây này của anh Phi chưa đúng chuẩn đó các bạn. Dây đúng chuẩn là phải dài hơn. Thường những cú quăng ban đầu anh Phi sẽ không show cho các bạn xem đâu. Đó. Anh Phi sẽ show đối với khi nó quay á, thì do các cái màu nó trộn với nhau cho nên nó lên cái màu tím ha. Màu tím đẹp không? À, nhưng mà thực tế là cái màu gốc của nó thì chúng ta phải dừng lại. Các bạn thấy hồi nãy giờ anh Phi quăng cũng cơ bản thôi. À, nó dùng những cái vật liệu chung nha các bạn. Cái này gọi là một cái dùng vật liệu chung. Và tùy anh thiết kế ngồi nhà anh vẽ như thế nào thì nó ra con như thế đó. Dùng vật liệu chung đây là gì? Ti giữa, bạc đạn là dùng vật liệu chung. Còn cái này cũng là một cái hãng CNC chung luôn. Rồi sau đó từng cái anh ngồi thiết kế. Chẳng hạn như cái anh làm Yoyo này có thể là một anh. Ảnh cũng là dân chơi Yoyo á. Cũng có khả năng ảnh mở ra một cái hãng mới. Rồi ảnh thiết kế cho riêng ảnh. Ảnh dùng cái đầu óc thiết kế. Ảnh thuê cái người thiết kế về thiết kế. Và ảnh yêu cầu sơn những cái màu nó khác nhau. À, cái câu chuyện đó là như vậy. À, con này chú tự thiết kế hay mua? Con này mua chứ sao chú làm nổi. Chú là không có khả năng tự thiết kế ra những cái xếp này rồi. Giống như trong cái quá trình CNC nè, nó tạo nên những cái gân ở đây nè các bạn. Chứ không phải láng hẳn như anh này nha. Anh này là láng hẳn luôn. Còn anh này là nó sẽ có những cái gân ở đây nè. Giống như khi CNC nó chạy qua, nó sẽ có một cái bước chạy và nó tạo ra một cái gân. Nó giống như là cái ren trên cái con ốc của chúng ta vậy đó. Thì nó sẽ có cái gân ở đây, nó khá là đẹp. Chẳng hạn như dòng Bonnie thì nó sẽ có gân. Dòng con cọp thì nó sẽ là suông nó như vậy. Nhưng mà cái loa nó sẽ giật nó như vậy. Còn dòng con rồng thì nó sẽ là thẳng mượt giống như con cọp. Nhưng mà cái loa nó đi sâu hơn chút xíu rồi nó mới giật ha. Đúng rồi, Yoyo này mới luôn các bạn, mẫu mới. Anh Phi đang còn về còn về nữa nhưng mà chưa biết nó như thế nào đây. Những cái con Yoyo mà nó giống như là bằng inox vậy đó, nó nhỏ thôi, nó nhỏ hơn những con này nữa, mà nó có hình, cũng có những hình con rồng. Anh Phi thấy ở trên mạng nó bán là sau 600-700 nhưng mà giá Phi về không tới. Anh Phi không biết là nó có chia ra hàng chính hãng hay là hàng phay hay không thì không biết, nhưng phải chờ nó về mới phân tích được nha. Nhiều khi á, người ta lợi dụng cái sự độc quyền hoặc là lợi dụng cái sự mà không ai bán á, chúng ta đẩy lên cao, nhưng mà phải phụ thuộc vào chất lượng nha các bạn. Cái chất lượng này thì anh Phi đánh giá là nó khoảng tầm 200 mấy là vừa tay rồi, nó không thể hơn được nữa đâu các bạn. Cho dù có muốn bán hơn cũng không bán được đâu, tại vì cái giá trị của nó ha, cái giá trị của nó cũng dừng lại ở cái câu chuyện này thôi. Từ cái cách đóng gói tới cái cách marketing, tới cái đội ngũ marketing, đội ngũ chơi của nó cũng dừng lại câu chuyện này thôi. Và nó cũng rất là phù hợp cho các bạn mới chơi và đầu tư cơ bản bước đầu, đừng đầu tư quá nhiều thì ok, những cái này nó rất là ok ha, những cái này rất là ok. Bằng chứng là anh Phi đánh giá nó ngang ngửa với con K2 Bristol, nhưng mà thực sự nó không ngang được các bạn, giá nó vẫn dưới nha, giá nó vẫn dưới cơ con kia một chút xíu, cho nên giá này là phù hợp rồi, giá này là phù hợp nha. 239 cộng với lại 10 giây này trừ ra là thấy hết 20.000 à, đúng không? 20.000 là còn 219 cộng với 23 phần quà tặng của anh Phi, một cái móc là 15k, một cái bạc đạn 20k, một cây tháo thêm 15k nữa là đúng còn khoảng tầm 100 mấy thôi. Rồi chưa tính tới cái câu chuyện là TikTok họ sẽ trợ giá cho các bạn. Không có xanh lục hả chú? Xanh lục có à? Xanh lục không có. Không cần trước rồi, xanh lục là cái con xanh lá đó, phải không? Giống như diamond xanh lá. Rồi, mấy màu xanh nhau thì không nói rồi. Bây giờ anh Huy sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn cái mẫu con màu đỏ hồng. Anh Huy không biết gọi nó là đỏ hay gọi nó là hồng. Nó với anh này là hai anh em nè, cùng mẹ cùng cha luôn. Nhưng mà thằng này là màu xanh, nó trang bị lên người một cái lớp áo màu xanh. Còn anh này thì trang bị lên người một cái lớp áo màu đỏ, mà đỏ hồng. Nó hơi thiên hồng một chút xíu, nhưng không hẳn về hồng, cũng không hẳn màu đỏ. Giống như là trong màu đỏ nó pha một chút xíu màu hồng này các bạn nè. Nó y chang nhau luôn á. Nó có mấy cái loa con hổ đẹp ha. Anh Phi sẽ gọi này là dòng Ares Tiger nha các bạn nhé. Ares Tiger. Nó vẫn gọi là Ares Yoyo, nhưng anh Phi sẽ gọi là Ares Tiger, Ares Bonnie. Nhưng mà anh Phi gọi nó là từ horse nha các bạn, là ngựa. Và Ares Rairen. Nó còn những cái dòng Ares khác nữa, để anh Phi nghiên cứu thêm coi. Nó có Ares rắn không? Rắn là gì các bạn? Rắn tiếng Anh là gì? Snake ha. Rồi Ares gì nữa? Mai mốt sẽ ra Ares phi mập ha. Ares phi mập chắc bán được á. Rồi các bạn mua về các bạn treo lên để các bạn đánh đập á. Ghét ông này quá, đánh đập ha. Mảnh hổ rực lửa. Ok, lấy từ này đặt luôn. Ok, lấy cái này là mảnh hổ rực lửa nha. Rồi các bạn ghi nhớ nha. Mảnh hổ rực lửa ha. Rồi. Lại là lấy tiếng Việt luôn hả Pandora? Ares rực lửa không? Nếu mà dùng từ Ares rực lửa thì nó sẽ giống những cái con mà Ares khác màu đỏ. Em dùng cái từ Tiger Flaming được không? Nhưng mà Tiger Flaming thì nó giống như là của Audi mất rồi. Thôi dùng mảnh hổ rực lửa đi. Ares rực lửa thì nó hơi chung cho một cái dòng Ares. Mảnh hổ rực lửa đi ha. Cái nào dùng tiếng Việt dùng, cái nào dùng tiếng Anh dùng. Hoặc là Tiger Tiger rực lửa thì không được không? Nó cũng khó ha. Rồi thôi cái đó tính sau đi ha Pandora ha. Nhưng mà chú rất là cảm ơn con, là bởi vì con đóng góp rất là nhiệt tình nha. Đóng góp rất là nhiệt tình. Nếu có lên đơn hàng nào thì báo, nhớ báo con là Pandora Nguyễn đây nha. Nhớ ghi trong cái phần ghi chú đơn hàng nha. Còn ngày hôm nay ai lên đơn thì anh Phi sẽ tặng theo một con trong số 3 con này anh Phi đang có. Ai thích Sakura thì anh Phi tặng Sakura. Ai thích thầy, cái này là một ông thầy gì thì anh Phi không biết nha. Còn bây giờ ra người cát nha. Ai lên đơn trong ngày hôm nay đi chứ không phải phiên live, ngày hôm nay 3 đơn đầu tiên anh Phi sẽ tặng 3 con này ha. Rồi chú Phi có 4A không? Xin thưa với các bạn là không. 4A về quá mắc. Anh Phi về giá tới 600-700 mà, cho nên anh Phi không về. Hồi hôm trước anh Phi có đặt vô dòng Yoyo Friend đó các bạn. Yoyo Friend với lại Magic hình như nó cũng có. Cái loa nó bự như nè, đẹp lắm các bạn. Mà nó báo với anh Phi là hết hàng. Cái anh Phi chạy qua cái nhà cung cấp bên kia thì nó báo Nó biết anh Phi mua hàng hay gì đó, nó báo giá trên trời luôn, báo giá trên trời luôn. Giống như là cái con gì đó hôm trước mà chúng ta nói đó, gì ta, giống như là cái con đe minh tím vậy đó. Nó biết mình cần là nó bụp mình ha các bạn. Nhưng mà anh Phi đang về một cái dòng hàng, bạn anh nói nó rẻ hơn, nhưng mà hôm nay á, thằng ôn dịch đó, anh kêu nó đưa cho anh cái báo giá mà nó không chịu đưa. Nó nói, tao bận lắm, chừng nào hàng về đi tao bỏ trong đó rồi. Nó vậy đó, bạn bè đã vậy đó các bạn, nhiều khi nó hung hăng lắm mà không có quýnh nó được, bởi vì mình đang nhờ nó mà, mình đang nhờ ảnh mà các bạn. Mình đang nhờ ảnh đi tìm hàng cho mình mà, nó vừa làm công chuyện của nó vừa đi tìm mà cũng đã thịnh tình lắm rồi, cũng chưa thấy một người bạn nào mà tốt với mình như vậy nha. Cho nên ai bạn bè nào mà đang tốt với các bạn là các bạn nên trân trọng nha, tốt theo cái kiểu tốt thực sự nha, chứ không phải là a vua hùa theo các bạn nha, không phải vậy. Tốt thật sự, nhưng mà với vai trò các bạn thì nhiều khi các bạn cũng không biết ai tốt thật sự đâu. Nhiều khi rủ các bạn đi chơi game mà rủ các bạn thức đêm là các bạn tưởng đâu bạn bè tốt, nhưng mà đôi khi nhiều khi nó tốt thiệt mà nhiều khi nó tốt giả. Rồi ở đây là một con xanh xanh, con xanh này nó hơi ngọc hơn một chút xíu nha, cũng là Tiger ha. Anh Phi sẽ gọi chung cái dòng này dòng là Yoyo Ares Tiger full kim loại, không nhẹ dây nha. Chú nhập Yoyo gì mới không ạ? Nè, đang coi mấy con mới nè, đó. Rồi các bạn ha, tới đây thôi, anh Phi tới đây là anh Phi cũng hết hơi rồi, thì anh Phi cũng sẽ dừng lại ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở một cái phiên live nào đó. Và bây giờ thì anh Phi sẽ đi uống nước, sau đó anh Phi sẽ tắt cái live nha. Các bạn cứ trao đổi nhau chút xíu đi. Hôm nay thì anh Phi dự định dành một cái khoảng thời gian nhất định để giới thiệu 3 nhân vật anh Phi mới về. Mà nãy vừa quên mất rồi các bạn. Một con gấu trắng quá là đẹp luôn các bạn. Đẹp luôn. Anh Phi biết là các bạn cũng có thể tìm các bạn. Nhưng mà cái này là anh Phi về lại nha. Về lại, anh Phi cũng có đăng lên rồi đó. Các bạn coi TikTok họ giảm giá cho các bạn như thế nào nha. Anh Phi đăng lên rồi. Đẹp chưa, ngầu chưa, phụ huynh ngầu chưa. Đang vung một cái quả cây này thì không nói được, nó chặn nha, cái từ ngữ này nó sẽ chặn cái cây này nè, cái dụng cụ này nè, nó chặn, cho nên anh Phi gọi là vung một quả cầu năng lượng ha. Và ở đây nó sẽ có một cái đèn ở phía sau nha các bạn nhé, đèn ở phía sau để bật lên thì chúng ta sẽ phải có một cái công tắc nhấn chớp chớp, phải không? Đèn này thì nó xài pin, cái xài pin AG13 cũng dễ mua các bạn. Một con gọi là gì ta, gì haki, cái con Yoro haki 3 kiếm cũng đẹp. Đây lấy vô trong cho các bạn xem, chị Thư đã nhốt các bạn ấy vào trong tủ kiến rồi. Đây các bạn nha, đây Yoro haki 3 kiếm. Các bạn trong thời gian vừa qua các bạn tìm cũng khá là nhiều nè. Cái tay nó haki đen lên nè, anh Phi cũng không biết đâu, các bạn đến các bạn mua và các bạn chia sẻ với anh Phi á, em thích cái haki đen này ha. Hình như thêm haki là thêm sức mạnh không các bạn? Rồi tiếp tục là nhân vật kế tiếp mà anh Phi sẽ tính giới thiệu với các bạn, đó là chính là nhân vật này. Hồi đầu chương trình, hồi đầu cái live thì anh Phi cũng có làm cái vỏ hộp, nó trong này là các bạn, nó nhỏ thôi, chiều cao nó khoảng 20 cm thôi, nó rất là phù hợp cho các bạn. Chị Thư vẫn đang miệt mài chụp hình các bạn thấy không? Đó, để có hình ảnh cho các bạn là anh Phi với chị Thư sẽ tự xử lý chứ không phải là đi lót hình trên mạng đâu nha. Còn bạn này anh ơi, anh chưa đăng vô, đăng cái nào em? Ares đó hả? Ares chưa đăng, Ares chưa có đủ hình, chắc chiều nay anh Phi mới đăng được. Chiều nay thì chị Thư sẽ chụp hình xong mà anh Phi sẽ đăng, mà không biết xong nổi không nữa. Còn bạn này chưa chụp luôn nè, bạn này anh Phi mới có hình web thôi, chắc anh Phi đăng hình web trước nha. Đó, bạn này là cao 20 cm, rất là phù hợp cho các bạn chơi mô hình mà cái dạng là gì ta, sưu tầm chơi trưng bày cũng như là làm những cái khu mà quay phim á, cái khu mà quay phim. Rồi đây, con này thì chị Thư chưa có nhốt nó vô trong, trong tủ. Nói thật là anh Phi cũng chưa lên giá cho nó nữa, cho nên là chưa có giá. Bạn này có giá rồi, bởi vì anh Phi đã về trước đó rồi. Nhựa rất là ok nha các bạn nhé. Những cái này nè, những cái máu này nó rất là đẹp nè, thấy không? Nó còn cái dàn áo này, nó còn một cái nữa nha, còn bên này nè. do bỏ vô tủ kiến nó hơi lu bu cho nên anh Phi không có bỏ vô đó. Rồi các bạn thấy đẹp không? Ông này quá là đẹp luôn. Anh Phi đang đăng nó với những cái số thứ tự là như số 1, số 2 á. Cái con Euro là số với lại ông này là số 1 với số 2 trên danh sách. Các bạn có thể vào tham khảo. Các bạn xem coi TikTok họ có giảm gì cho các bạn không. Còn anh Phi thì bây giờ đang ở đây rồi cũng khó mà xem nha. Cũng khá là đẹp ha các bạn ha. Cái bệ chân ở dưới này thì do nó làm hơi thừa một chút xíu cho nên anh Phi sẽ cắt cái gù ở đây. Và anh Phi sẽ sử dụng một cái phần keo ở chỗ này, nói rõ luôn, không có gì mà phải giấu giếm các bạn. Anh Phi sử dụng một cái phần keo để cái tạo hình nó đẹp hơn. Nó không phải bị cái gù ở chỗ này để nó đôn cái chân lên mà thấy cái gù ở dưới này. Anh Phi cắt bỏ cái gù luôn rồi các bạn. Chơi mô hình nó là như vậy nha. Các bạn đừng có ngại ngùng. Các bạn suy nghĩ xong, các bạn lập luận xong, các bạn nghĩ rằng nó đẹp xong rồi các bạn suy nghĩ đắn đo nhiều ngày, các bạn dùng cái kinh nghiệm của mình và các bạn cứ xử lý nó và cho đến một mức độ nào là nó đẹp nhất có thể so với các bạn. Tại vì chơi mô hình là như vậy, sáng tạo, sưu tập, sáng tạo và thực hiện, trải nghiệm nhé. Nó giống như là nấu ăn, nó giống như đá banh, nó giống như là chơi thể thao à. Phải có một cái thời gian nào đó để các bạn trải nghiệm, để các bạn giỏi hơn. Và anh Huy khoái nhất là cái này nè, nó giống như cái nhẫn đầu rồng của bên Blazintin 6 này ha. Đây hàng rầu trắng không? Anh Huy sợ nhất là cái đầu này nè. Khi mà về cái đầu này nó sẽ ráp rời nha. Phải ráp lại nha các bạn, phải ráp lại. Nhưng mà cũng may là đợt này về cũng không có mất cái nào. Mất cái là ông râu trắng không đầu luôn á ha. Râu trắng này là bị ai đánh chết ta các bạn? Trong một cái cuộc giải cứu của đâu của Luffy, nó giải cứu A phải không? Anh mới nhớ là râu trắng chết vào ngay lúc đó. Nhưng mà không biết có chết thiệt không, hay là đạo diễn cho chết thiệt, hay là tác giả cho chết thiệt, hay là chết giả nữa nè. Đây mô hình Luffy, One Piece đây. Luffy cũng có mà này cũng có ha. Rồi bây giờ tới đây thôi ha, được rồi. Bây giờ thì anh Phi sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các phiên live sau. Và bây giờ là chị Thư đang bày ra để chụp hình hàng mẫu thôi các bạn. Anh Phi đang về mẫu thôi, mỗi một mẫu 3 con 6 con thôi chứ không nhiều. Và chị Thư thì đang có cái bàn chụp nè các bạn thấy không? Cái phần chụp ở bên anh Phi thì nhẹ nhàng thôi. Đây anh Phi sẽ chơi các bạn coi nó đang xoay nè. Đó thấy không? Rất là đẹp, rất là dễ thương ha. Rồi tới đây thôi. Anh Phi cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở một cái phiên live nào đó của cửa hàng ABO. Và bây giờ thì anh Phi sẽ dành thời gian để hoàn thiện cái thùng của mình cái đã. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn.